Ngay khi xảy ra trường hợp ca mắc COVID-19 thứ 61 ở Việt Nam có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã rất khẩn trương triển khai các giải pháp để cách ly và điều trị cho bệnh nhân. Ngành y tế tỉnh Ninh Thuận cũng tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng và xác minh thông tin những người tiếp xúc với bệnh nhân để có hướng khoanh vùng xử lý. Bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 nêu trên là nam giới 42 tuổi, thường trú tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Ngày 27 tháng 2, bệnh nhân này có đi dự sự kiện tôn giáo tại thánh đường Seri Petaling, Kuala Lumpur của Malaysia và về Việt Nam vào ngày 4 tháng 3 trên chuyến bay VJ826 xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 10 tháng 3, bệnh nhân có đau họng và sốt nhưng không đến các cơ sở y tế để khám. Đến ngày 15 tháng 3, bệnh nhân có đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để khám. Tại đây, bệnh nhân đã được lấy mẫu gửi đến Viện Pasteur để xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 17 tháng 3, các cơ quan chức năng và chính quyền xã Phước Nam đã vận động đưa 4 người còn lại đi cùng chuyến bay về địa phương đi khám và cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện nay chúng tôi đã triển khai những đợt phun nhanh xuống là tại địa bàn để là vệ sinh tiêu độc khử trùng, đồng thời triển khai là giám sát dịch tễ, rà soát để phát hiện là những trường hợp mà tiếp xúc để có phương án là để triển khai cách ly tập trung đối với những cái F1 và có xét nghiệm và triển khai bước tiếp theo. Nói chung chúng tôi sẽ là quyết tâm để là tận dụng cái thời gian vàng để là khống chế sự lây lan dịch bệnh ở cộng đồng. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phước Nam, qua tìm hiểu từ người dân, bệnh nhân thứ 61 này đã có 2 lần đi hành lễ tại thánh đường 101 ở xã Phước Nam và có tham gia làm lễ cưới theo luật tục cho người theo đạo. Lực lượng chức năng ở địa phương đã phân công 7 tổ đi xác minh việc sinh hoạt của bệnh nhân từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 và những người có tiếp xúc gần và tiếp xúc xa với bệnh nhân để thực hiện cách ly theo quy định. Chúng tôi có điện cho nhau và bàn bạc thống nhất tôi tạm thời là anh em bà con tín đồ là không nên đến thánh đường để xâm lễ chung, nên hành lễ tại nhà của mình. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã họp với phương châm ngăn chặn triệt để, phát hiện sớm, cách ly, khoanh vùng và dập dịch, không để lây lan ra cộng đồng.